Hello, xin chào các em, chào mỗi thằng mình. Nếu như các em là đang cần tìm những cái mùi hương không bị đụng hàng, nó vẫn rất là quyến rũ, nó vẫn rất là thu hút. Thế nhưng cái tiêu chí hàng đầu của chúng ta đó là không đụng hàng, không bị pha lẫn với những mùi hương phổ thông. Thì cái video này mình sẽ gợi ý đến các em 10 chai nước hoa có cái phong cách như thế. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click đường link ở phần mô tả bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. 10 chai nước hoa vẫn thu hút, vẫn quyến rũ và điều đặc biệt nữa đó là ít bị đụng hàng, càng nhiều thì càng tốt. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Moschino và nó có tên là Toy Boy. Không thể nói rằng cái sự kết hợp giữa hồng và tiêu là một cái gì đó là mới mẻ, là một cái gì đó độc đáo. Thế nhưng ở cái phân khúc phổ thông thì mùi hương như Toy Boy, như cái kinh nghiệm thẩm mùi của mình thì mình không thấy là quá nhiều. Do vậy nếu như các anh em nào mà yêu thích một cái gì đó nó hơi khác biệt, đôi khi nó là hơi sexy một cách gọi là hơi thiên hướng về nữ tính, hoặc là chúng ta có một, giống như video trước mình đã nói, chúng ta có một cái phong cách nó không theo một số đông, thì Toy Boy Moschino là một cái mùi hương như thế, với cái sự kết hợp của mùi hồng và một chút cay nồng nhẹ của tiêu, khá là thú vị. Do đó ở vị trí số 10, Moschino Toy Boy. Ở vị trí số 9 đó là bộ đôi có mùi hạnh nhân, có thể gọi là khá là độc đáo. Chai đầu tiên đó là Cologne Idea EDT. Đây là cái mùi hương của hạnh nhân, giống như một chiếc bánh hạnh nhân ngọt ngào và mềm mại. Sẽ rất ít có một chai nước hoa nào có một phong cách mùi như chai nước hoa của nhà Cologne. Do vậy nếu như các anh em khi mà xịt mùi hương này thì cái tỷ lệ bị trộn lẫn những cái mùi phổ thông là gần như là không có. Gần như là không có đó. Và chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali và nó cũng có nốt hạnh nhân mix cùng với một chút ngọt của vani, đó là Pegasus. Thực tế mà nói thì mùi hạnh nhân không bao giờ là dễ dàng đối với các anh em sử dụng nước hoa, bởi vì cái tính chất hơi hăng, giống như kiểu là một chút hơi hắc hăng và khá là nồng của hạnh nhân, nó sẽ rất là khó để mà cho các anh em trải nghiệm lần đầu cảm thấy yêu thích mùi hương này. Nhưng nếu như mọi người muốn một cái mùi hương độc, không đụng hàng và xài một thời gian dần sẽ cảm thấy nó sexy, nó cảm thấy nó quyến rũ, thì Pegasus là cái mùi hương như thế. Cá nhân mình thì trừ cái chai clone của nhà Amaf ra thì mình cũng chưa được ngửi một cái mùi hương nào có cái nét tương đồng với Pegasus. Do vậy nếu như các anh em nào muốn thích mùi hạnh nhân, tìm hiểu về mùi hạnh nhân và không muốn bị đụng hàng thì Cologne Idea EDT và Parfum de Mali Pegasus là hai sản phẩm mình muốn giới thiệu anh em ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos và nó có tên là Dark Rebel. Sự kết hợp giữa rượu, thuốc lá và da thuộc tạo nên cái mùi hương rất là bad boy, một gã trai hư trong một chiếc áo khoác da. Đấy là những cái gì mà tất cả, ví dụ mình chúng ta đọc ở những cái review nước ngoài hay là cái cá nhân cảm nhận của mình thì mình cũng thấy đúng là nó như thế. Nếu như mà các anh em nào yêu thích cái mùi hương, cái phong cách nó hơi bự bọng, nó hơi phong trần thì đúng là Dark Rebel nó dạng như kiểu là cặp đôi hoàn hảo dành cho các anh em với cái phong cách như thế. Đó, ở vị trí số 8. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm có tên là Sculpture of Home. Đây là cái mùi hương thật ra nó ra mắt từ khá là lâu rồi, từ năm 91 cơ. Đó, mùi hương của nó là một dạng kiểu old school, một dạng kiểu hơi cổ điển một chút. Và nó luôn được đánh giá đây là mùi hương cheap fragrance, nhưng mà mùi có cái tông mùi giống như những chai nước hoa đắt tiền. Do vậy nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương cho mùa hè, chai nước hoa này thì dùng cho được cho mùa hè. Nếu mà không quá nóng ấy, tầm 40 độ xịt thì hơi khó chịu, thế nhưng tầm 35 độ thì Sculpture Homer là cái mùi hương khá là thú vị. Mình sẽ nghiên cứu dần chai nước hoa này và sẽ có một cái review cho các anh em chi tiết về chai nước hoa này, khá là thú vị. Bởi vì nó ra mắt từ năm 91 cho nên là cái tông mùi của nó sẽ có hơi thiên hướng classic. Đấy là điều không thể tránh khỏi. Ở vị trí 19, 8, 7.
ở vị trí số 6, Halloween Man X. Không cần không cần thiết phải nói quá nhiều về chai nước hoa này. Và tiêu chí độc đáo, không bị đụng hàng. Chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó sẽ đảm bảo được khoảng tầm từ 60-70%. Bởi vì như mình vẫn đã nói, thực tế mà nói thì nốt cà phê cũng không được nhiều nhà nước hoa sử dụng. Bởi vì chai nốt cà phê nó mix rất là khó, không hề là dễ dàng. Ở vị trí số 5, L'Occitane Horrible. Chai nước hoa này hiện tại thì rất là khó mua. Bởi vì không hiểu là ở Việt Nam thì không, các shop ở Việt Nam như là không nhập về chai nước hoa này nữa. Mình thấy vẫn thấy web chủ thì có, thế nhưng ở Việt Nam thì không có. Một mùi vanilla kết hợp cùng với nhang, và đã có những đánh giá rằng nó là vua, ông vua của mùi hương vani. Thì chúng ta có thể biết rằng cái độ độc đáo, cái độ không bị đụng mùi của chai nước hoa này là mức độ như thế nào. Cá nhân mình thì mình rất là thích xịt những chai nước, cái mùi hương này vào những ngày trời thu ấy. Lúc đấy bắt đầu nó hơi se se lạnh đó, và chúng ta xịt một cái mùi hương một chút ngọt, một chút hơi ấm của nhang mix cùng với nhau thì sẽ không ai có thể giống được chúng ta khi mà xịt mùi hương này vào cái thời điểm đó. Đấy là cảm nhận của mình. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của Nhật Canner, và nó có tên là Airborne. Ngọt thì có rất là nhiều. Những cái chai nước hoa có cái tông ngọt thì có rất là nhiều. Thế nhưng ngọt đến mức độ giống như kiểu là chúng ta phết lên da của chúng ta vậy, thì mình, với cái kinh nghiệm của mình chưa thấy một chai nước hoa nào mang mình trở lại cho mình một cảm giác như thế. Và Airborne với cái mùi hương của mật ong, của vani khi mà xịt lên tạo nên một cái cảm giác nó rất là thơm, nó rất là chỉ muốn cắn một phát khi mà ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Do vậy, ngày trời lạnh mà chúng ta muốn giống như một cái gì đó nó ngọt ngào, nó thu hút, thì Airborne là như thế. Ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà Victor Robert, và tên là Dirty Trick. Sẽ rất ít những chai nước hoa có sử dụng nốt da thuộc, mực và hoa diên vĩ, iris. Đấy là điều mình dám khẳng định với các anh em. Và Dirty Trick là một trong những chai nước hoa như thế. Thì chúng ta cũng thể hiểu rằng cái độ độc đáo khi mà blend lên cái mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào. Mặc dù là mới lần đầu xịt thì có nghĩa là sẽ có một cái cảm giác nó hơi gợn gợn lên cho các anh em. Thế nhưng chai này là ăn nhau ở đường trường đó. Giống như kiểu ngựa càng chạy càng lâu thì mới biết là hay. Thì mùi hương của chai nước hoa là như thế. Càng dry down thì càng phê. Và cái tiêu chí đụng mùi không đụng mùi của nó thì mình nghĩ rằng nó phải 99.99%. Một sản phẩm của nhà Victor Robert. Vị trí số 2 là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera, có tên là CH Man. Với sự kết hợp giữa cỏ và da thuộc, một cái mùi hương cực kỳ là nam tính. Rất là đáng tiếc rằng cái chai nước hoa này, cái hiệu năng mùi của nó rất là tệ. Rất là tệ. Hồi mình mua chai nước hoa này, đến bây giờ mình vẫn cay ông bạn mình không nói cho mình biết là hiệu năng mùi của nó rất là kém. Mặc dù mình khá thích mùi hương này, thế nhưng hiệu năng của nó thì thực sự là kém. Ví dụ như mình có ô tô mình đi thì xịt thì còn đỡ. Đây mình đi xe máy thì xịt chai nước hoa này giống đúng như kiểu là gọi là đổ lên người thì may ra mới có kết quả. Nhưng bỏ qua vấn đề hiệu năng mùi thì nếu như chúng ta cần cái mùi hương không đụng hàng, cực kỳ nam tính và lịch sự thì CH Man chính là cái mùi hương như thế. Và cuối cùng là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler, nó có tên Pomar. Rượu, whisky và rất ít chai nước hoa trong mức giá phổ thông có mùi hương giống như chai nước hoa này. Đấy là điều mình nghĩ rằng là mình có thể khẳng định được với các anh em. Do vậy, nếu như mọi người thích một cái mùi hương nam tính và nó có hơi hướng, hơi cay nồng đó,
thì Thierry Mugler-Pommard là cái mô hương như thế. Mình muốn gợi ý đến cho các anh em. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến cho mọi người 10 chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn chọn một cái tiêu chí là không bị đụng mùi hương. Đây là những mùi hương mình đã sử dụng, mình có cái trải nghiệm thực tế, chứ mình không hề hai bất kỳ một sản phẩm nào. Và vậy các anh em rất là mong mọi người không nên gọi là nghĩ rằng mình đang PR để bán hàng. Ok, video của mình đến đây là hết. Mình rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Vậy xin chào và hẹn gặp lại.